Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022. VinFast cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 9, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng khá khiêm tốn ở các thương hiệu. Theo đó, phiên hôm nay, giá vàng SJC được các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc điều chỉnh mức tăng từ 50 cho đến 100 nghìn đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng ghi nhận phiên tăng lên sát mức 1.730 đô la Mỹ trong phiên Âu chiều nay, trong bối cảnh giá vàng hưởng lợi từ đồng đô la và trái phiếu chính phủ của Mỹ suy yếu. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.200.000 đồng một lượng, chiều bán 67.020.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.150.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn ở chiều mua khi đứng tại mức 66.200.000 đồng một lượng và bán ra tại mức 66.900.000 đồng một lượng. Giá không thay đổi so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 66.200.000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự khi ở chiều mua đứng tại mức 66.200.000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phố quý SJC không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.150.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 20.000 đồng một lượng chiều mua và giảm 10.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 66.220.000 đồng một lượng, chiều bán 66.940.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 50.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.400.000 đồng một lượng, chiều bán 66.850.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank cũng không có sự thay đổi cả hai chiều mua bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước đó. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 65.900.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng cả chiều mua và chiều bán từ 42.000 đồng một lượng đến 100.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 19.690.000 đồng một lượng đến 51.150.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 21.690.000 đồng một lượng đến 52.050.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.725 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 9 đô la với tỷ lệ 0,52%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.712 đô la Mỹ và cao nhất 1.727 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 22.100 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã tăng 1,22%. Chỉ số USD Index
Thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã lùi về mức 108,274 điểm, trong phiên đã giảm 0,64%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng lùi về mức 3,304% một năm, giảm 0,3% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 87,669 đô la Mỹ một thùng, tăng 1,72% trong phiên. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã bật tăng tại phiên Âu chiều nay theo giờ Việt Nam lên sát mức 1.730 đô la Mỹ. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 50.300.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 16.700.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 1.750.000 đồng một lượng. Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm tại phiên Á hướng về vùng 1.700 đô la Mỹ một ao trong bối cảnh đồng đô la duy trì ở mức cao trong vòng 20 năm. Lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng lên khoảng 3,34% một năm. Đồng thời, việc thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trong đợt điều chỉnh tới cũng đã tạo áp lực lên giá vàng. Mối đe dọa của các cuộc suy thoái toàn cầu, xung đột đang tiếp diễn ở Ukraine đã hỗ trợ cho giá vàng trên mức 1.700 đô la Mỹ. Tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong tháng 7 vừa qua đã giảm, song vẫn ở mức cao là 8,5%. Theo dữ liệu mới từ Bộ Lao động Mỹ, nhu cầu tuyển dụng đã tăng trở lại trong tháng 7 sau khi đã giảm sâu trong tháng 6. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell cho rằng cơ quan này cần phải tiếp tục hành động mạnh mẽ để hạ nhiệt nhu cầu và kiểm soát giá cả để tránh tái diễn giai đoạn lạm phát tăng cao mà nền kinh tế đầu tàu thế giới đã trải qua trong những năm 1970 và năm 1980. Một số chuyên gia trên phố Wall dự đoán nền kinh tế của Mỹ có thể sẽ bắt đầu đi vào suy thoái từ cuối năm nay hoặc đầu năm tới, buộc Fed sau đó sẽ phải giảm dần lãi suất. Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức đỉnh 20 năm. Các đồng tiền tệ lớn khác như đồng Yên Nhật, đồng Euro và đồng bảng Anh đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Khi đồng đô la Mỹ tăng giá, lợi nhuận cổ phiếu ở Mỹ sẽ hấp dẫn hơn so với chứng khoán ở các quốc gia khác. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới sẽ không có biến động mạnh bởi phiên hôm nay thị trường không có nhiều thông tin kinh tế ảnh hưởng đến giá vàng. Tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư vào chỉ số giá tiêu dùng và mức lạm phát của Mỹ trong tháng 8 sẽ được công bố vào ngày mai. Do đó, phiên ngày mai thứ ba ngày 13 tháng 9, giá vàng trong nước sẽ không có nhiều biến động. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2022 trên kênh của Minh Phát, đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.